Vâng, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với xưởng đồ gỗ Đồng Kỵ Gia Long. Thì hôm nay bên cơ sở em có xin giới thiệu đến tất cả các anh chị một mẫu sản phẩm bàn ghế phòng khách VIP. Đấy, với chất liệu gỗ là gỗ hương đá thì bộ sản phẩm này của bên em đang có tên là bộ nghê đỉnh. Đây, thì em xin quay qua các đường nét chi tiết cho tất cả anh chị xem này. Đấy. Thì anh chị nào đang có quan tâm và mua sắm về một bộ sản phẩm bàn ghế phòng khách VIP như này thì hãy cùng em bỏ ra ít phút thời gian để em có thể nói qua những thông số cũng như chi tiết của bộ sản phẩm này hơn anh chị nhá. Đấy, thì đầu tiên là phần đoạn dài này. Thì phần đoạn dài này của bên em hiện tại này, đang được làm là chiều dài là 2,4 m. Đấy, có độ cao từ mặt đất lên đến đỉnh của nghê thì là bên em đang làm là 1,55 m. Và có độ rộng, đây, phần rộng này. Đấy, phủ bì bên em đang làm là rộng 80 anh chị nhá. Và hàng biện tại ở bên em đang làm hàng tay là tay 14 này, vén cong. Anh chị thấy này, tay là tay 14 vén cong nhá, nhìn rất là to này. Đó, hàng rất là to và nhìn là rất là đẹp. Đó. Phần đầu tiên này, về của phần đoạn dài em xin giới thiệu là phần đỉnh này. Phần đỉnh của chiếc đoạn dài này, phần trương này hiện tại bên em đang làm là phần nghê đỉnh anh chị nhá. Đấy, phần nghê đỉnh hai bên vát theo sau là phần nghê. Đấy, nghê thành nghê ba đầu. Và hai bên cạnh nữa ở cuối phần trương thì là bên em đang làm là phượng. Mang ý chí gọi là mang ý nghĩa là sắc đẹp cũng như là thành công. Đó. Tay này hoàn toàn là tay 14 và nhìn cực kỳ là đẹp. Và phần tay bên em hoàn toàn là làm tay liền nguyên con anh chị nhá. Nguyên nguyên bộ nghê này, không chấp ghép này anh chị thấy này, không ghép gì cả. Và hoàn toàn là làm tại nghê liền đây đó ạ. Anh chị thấy là dáng nghê cực kỳ là nhìn chiến và bay nhá. Đấy, em quay trực tiếp cho tất cả anh chị xem này, hàng là đục hoàn toàn là bằng tay đó ạ. Hàng hoàn toàn đục bằng tay nhá. Đây anh chị thấy này đó ạ, những sớ bên cơ sở em đã đục và hàng hoàn toàn đục bằng tay này. Và phần vách này hiện tại bên cơ sở em đang làm là vách dày 7 phân nhá anh chị nhá, khuôn tranh dày 7 phân. Đây khuôn tranh là dày 7 phân này, anh chị thấy này. Khuôn tranh dày 7 và phần vách tựa lưng là bên em đang đục làm là dày 5 phân và đục tranh này là tranh tứ quý này anh chị thấy này. Tranh này đục tranh tứ quý. Đó, và hai bên vách còn lại là bên em đang làm là đục kỳ lân. Mang ý nghĩa là chiêu tài chiêu lộc. Đó, thu hút tài lộc cho gia chủ, giữ tài giữ của. Đó. Đây. Hàng hoàn toàn là được làm là khuôn tranh dày 7 anh chị nhá. Đấy, khuôn tranh 7. Và phần khuôn tranh phần ghế này. Khuôn tranh phần ghế này hiện tại bên cơ sở em đang làm là khuôn tranh 4 và ván là bên em làm ván dày 2 phân. Đó. Ván dày 2 phân. Chân cũng là chân 14 này, anh chị thấy này. Chân là chân 14 này. Đấy, đục cực kỳ là có hồn luôn. Nhìn rất là chiến nhá. Và hàng bên em hoàn toàn là đục hai bên này, hai bên. Đấy, anh chị thấy này, phần phía sau bên cơ sở em cũng đục này, đó, đây, phần phía sau cũng đục, và phần yếm, phần yếm bên em hoàn toàn là làm lọng, anh chị này, yếm hoàn toàn làm lọng nhá, đấy, và dày, độ dày bên em hiện tại đang làm là dày cũng dày 4 phân đấy, anh chị nhỉ, đấy, dày hàng dày 4 phân, rất là dày dặn luôn. Và tiếp theo đến là phần bàn thì hiện tại chiều dài là bên em đang làm là 1,78 m. Đấy, chiều dài chiếc bàn là 1,78 m này. Đấy anh chị thấy này. Và tranh là đục ở phía trên mặt là tranh tứ quý. Và hàng hiện tại bên em đang làm chiều rộng. Rộng này bên em là rộng 80 tất cả. Rộng là rộng 1 m anh chị nhá. Rộng là rộng 1 m đấy. Nhìn bàn rất là to và đẹp luôn. Đây. Hàng rất là to và được làm là hai củ chỉ này. Anh chị thấy này. Làm là hai củ chỉ này. Đấy. Hàng ghế tất cả cũng làm là hai củ chỉ hết nhá. Đấy. Đây. Chân thì hiện tại bên em đều làm là chân 14. Đấy, chân là chân 14 này. Đấy, nhìn rất là to và đẹp. Đây, phần đây là phần yếm này, phần yếm thì bên em làm dày là dày 4 phân. Đấy, nhìn là hàng rất là đẹp luôn. Đó. Và tiếp theo là hai chiếc ghế đơn thì nó có thông số là như một. Thì hiện tại bên cơ sở em sẽ quay là một chiếc ghế đơn thôi để nói chi tiết về một chiếc ghế đơn hơn. Thì chiếc ghế đơn này hiện tại bên cơ sở em đang làm là tay hoàn toàn là bên em đang làm là tay 14.
Đấy, tay là tay 14, phần trương thì đục là nghê ba đầu. Đây, phần dưới này thì bên em đục là đục cổ phù này, các anh chị thấy này. Đấy, đục cổ phù nhìn rất là dữ luôn. Đây. Đó, phần tranh. Đây, phần tranh thì bên em đang làm là sư tử, đục là sư tử vườn cầu. Đấy. Tam là kỳ lân tam lân vườn cầu. Đấy. Và hàng đều đều là khuôn tranh, đều là khuôn tranh bảy anh chị nhá, hàng rất là dày dặn. Và tay là đục tay nghê chiến, và tay là hoàn toàn là tay nghê 14 anh chị nhá, tay là tay nghê 14. Đấy, hàng là không chấp ghép, riêng phần tay này bên em không chấp ghép và đục hoàn toàn thủ công bằng tay đó. Đây, anh chị thấy này, hoàn toàn là đục thủ công bằng tay. Phần yếm cũng thế này, yếm đều bên em đều làm là dày khuôn, phần yếm đều là dày 4 phân và đục là hai từng cổ chỉ nhá. Đó, hai chiếc cái đơn bên em đều làm là hai từng cổ chỉ hết. Đấy. Ở phần chân này, phần chân thì quay chi tiết vào cho tất cả anh chị thấy này. Chân là đục kỳ lân chân móng này. Đó, kỳ lân chân móng. Nhìn rất là dữ luôn. Hoàn toàn đều là tay tay 14, chân cũng là đều 14 hết. Đó. Ở phần tiếp theo là phần đôn kẹp. Phần đôn kẹp này thì giúp cho tất cả các anh chị có thể để tượng hoặc là để bình hoa trang trí. Thì phần kích thước của chiếc đôn kẹp này thì hiện tại bên cơ sở em đang làm là chiều dài là 70, có độ rộng là 55 anh chị nhá. Đó, độ rộng là 55 và đục tranh là tranh rồng phun lửa. Đó. Tranh là đục rồng phun lửa hai từng cổ chỉ. Đấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Người đôn đôn ngồi thì kích thước là 55 x 55 anh chị nhá. Đấy, dài rộng là 55 x 55. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cũng đục là hai từng cổ chỉ đây. Đó. Thì anh chị nào đang có quan tâm cũng nhờ muốn mua sắm về một bộ sản phẩm bàn ghế phòng khách này. Đấy, như trên ảnh thì anh chị hãy liên hệ em ngay qua số điện thoại ở trên màn hình là 0333 692 138, cũng như là về tại địa chỉ của em, tại địa chỉ là thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội để trực tiếp xem bộ sản phẩm bàn ghế phòng khách VIP này anh chị nhá. Đó. Thì video đây là hết rồi. Em xin cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm cũng như là xem hết video này anh chị nhá. Đấy. Em xin quay qua một lần cho tất cả anh chị xem này. Đây. Hàng sản phẩm là bao gồm là 6 món. Đó.